Vân Anh xin kính chào quý vị khán thính giả của VnTV và sau đây xin mời quý vị theo dõi phần tin tức trong ngày của chúng tôi. Thưa quý vị, trước hết là một bản tin về ngày lễ mua sắm Black Friday sắp tới của chúng ta. Theo tờ Orange County Register, thì sau đây là những mặt hàng cần lưu ý khi quý vị đi xếp hàng mua sắm vào ngày Black Friday. Về đồ điện tử thì Walmart sẽ bán TV 4K 55 inch hiệu Sharp với giá chỉ có 298 đồng và TV này sẽ được bán trên mạng và trong siêu thị Walmart từ ngày lễ tạ ơn cho đến ngày hôm sau với số lượng có hạn. Best Buy sẽ giảm giá 350 đồng cho điện thoại Samsung Galaxy Note 8 64GB và cách mua chỉ cần trả 24 đồng trong 24 tháng. Các khuyến mãi của Best Buy sẽ bắt đầu từ 5 giờ chiều ngày lễ tạ ơn và cho tới 8 giờ sáng ngày hôm sau. Khách mua trên mạng sẽ được giao hàng miễn phí. Target thì sẽ bán máy chơi game Xbox One S 500 GB với giá là chỉ có 189 đồng và được tặng kèm thêm một thẻ gift card 25 đồng của Target. Và Target sẽ mở cửa từ 6 giờ chiều cho đến nửa đêm ngày lễ tạ ơn và sẽ mở cửa trở lại vào 6 giờ sáng thứ 6. Các mặt hàng giảm giá sẽ có trên mạng trong những ngày cuối tuần. Về quần áo thì Target sẽ bán áo ấm phụ nữ của hai hiệu A New Day và Mossimo Supply với giá là 10 đồng, trong khi các loại này bình thường có giá từ 18 đồng cho đến 25 đồng. Tiệm khô sẽ bán áo ấm kiểu áo phông uh, Pongshu màu len hiệu Vega One với giá là 58 đồng trong khi bình thường là 98 đồng. Chúc quý vị có một ngày lễ mua sắm thật vui và mua được nhiều hàng rẻ. Thẩm phán liên bang ngăn chặn vĩnh viễn lệnh trừng phạt Tổng thống Trump sau khi hai quận ở California là San Francisco và Santa Clara đã đệ đơn tố cáo chính quyền tổng thống Trump thì một thẩm phán liên bang tại California đã ngăn chặn vĩnh viễn lệnh cắt giảm quỹ liên bang của tổng thống Trump để giữ lại tài trợ của liên bang từ các thành phố không hợp tác với cơ quan nhập cư của Hoa Kỳ. Thẩm phán tòa án Hoa Kỳ là William Oritz đã phán quyết rằng tòa Bạch Ốc không có thẩm quyền áp đặt các điều kiện mới về chi tiêu đã được quốc hội phê chuẩn. Tổng thống Trump đã vận động để chấm dứt việc các thành phố được bảo vệ và đã ban hành một lệnh hành pháp kêu gọi cắt giảm các quỹ liên bang như là một hình phạt dành cho các thành phố bảo vệ người nhập cư bất hợp pháp. Phát ngôn viên Bộ Tư pháp cho biết, tòa án quận đã đi quá giới hạn thẩm quyền khi cấm những chỉ thị của Tổng thống đưa ra cho các thành viên nội các thực thi luật hiện hành. Bộ Tư pháp sẽ chứng minh quyền hợp pháp của Tổng thống để chỉ đạo các chi nhánh hành pháp. Luật sư thành phố San Francisco là Dennis Herrera nói rằng phán quyết là một chiến thắng của người Mỹ và pháp quyền và tổng thống Trump không thể tạo ra cho mình một quyền lực mới, nhưng thẩm phán không đồng ý khi nói rằng án lệnh đã được đưa ra một cách mơ hồ để nhận được tất cả các khoản trợ cấp liên bang. Án lệnh này có thể dẫn đến việc cắt giảm hàng triệu đô la cho Santa Clara và San Francisco. Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố Mỹ đang đưa chế độ độc tài của Bắc Hàn vào danh sách đen tài trợ khủng bố của Mỹ, bất kể câu hỏi về sự ủng hộ của Bình Nhưỡng đối với các cuộc tấn công quốc tế, ngoài việc ám sát người anh ruột của lãnh đạo Bắc Hàn vào tháng 2 vừa qua, tổng thống Trump nói rằng việc xác định chính quyền Bắc Hàn là nhà tài trợ khủng bố đã được đưa ra từ rất lâu và sẽ đưa ra những lệnh trừng phạt mới nhằm gây áp lực tối đa đối với việc phát triển vũ khí hạt nhân của Bắc Hàn. Bắc Hàn cùng với Iran, Sudan và Syria đã nằm trong danh sách đen của Hoa Kỳ. Trước đó, các lệnh trừng phạt nhắm vào Bắc Hàn đã được dỡ bỏ để nối lại các đàm phán quốc tế nhằm ngăn chặn các nỗ lực phát triển vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán đã sụp đổ ngay sau đó. Vừa qua, Ngoại trưởng Rex Tillerson đã nói rằng việc đưa Bắc Hàn vào danh sách đen của Hoa Kỳ là một hành động tượng trưng với hiệu quả hạn chế và đây là thông điệp cho nhà lãnh đạo Kim Jong Un rằng tình hình sẽ trở nên nghiêm trọng hơn cho đến khi các cuộc đàm phán để giải quyết vấn đề hạt nhân của Bắc Hàn được nối lại. Người nhập cư bất hợp pháp tấn công lực lượng tuần tra biên giới Hoa Kỳ tại gần biên giới phía nam của Hoa Kỳ giáp với Mexico, những người nhập cư bất hợp pháp đã sử dụng đá để tấn công hai nhân viên tuần tra của Hoa Kỳ. Họ đã giết chết một người và làm bị thương nặng một người. Thông tin chi tiết về vụ tấn công vẫn chưa được công bố cho tính đến hôm nay. Tuy nhiên, phát ngôn viên của FBI cho biết sĩ quan Roger Martinez và đồng đội đã bị tấn công bằng đá và không có dấu hiệu bị bắn. Ủy ban tuần tra quốc gia nói rằng những kẻ tấn công là những người nhập cư bất hợp pháp. FBI đã tiến hành cuộc điều tra về cái chết của Martinez, 36 tuổi và người đồng đội bị thương chưa xác định danh tính. Khi cả hai sĩ quan tuần tra khu Big Ben của Texas thì bị tấn công. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã thúc đẩy việc thiết lập bức tường biên giới Mỹ-Mexico vào tối chủ nhật vừa qua khi xảy ra vụ việc. Đã có hai người đàn ông bị bắt và bị buộc tội trong vụ tấn công. Địa hình của khu vực và Rio Grande khiến cho việc nhập cư bất hợp pháp từ Mexico vào Hoa Kỳ là rất khó khăn. Thống kê cho biết đã có 38 người chết từ cuối năm 2003 tại biên giới, một số bị tấn công trong khi đang làm nhiệm vụ và những trường hợp chết do tai nạn giao thông. Trước vụ tấn công nói trên đã có một nhân viên tuần tra chết trong khi làm nhiệm vụ trong năm nay. Quý vị vừa theo dõi phần tin vắn trong ngày. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn.